bị chỉ trích ra phát ngôn đụng chạm tới nam em, Hoa hậu Diễm Hương đáp trả. Sau những phát ngôn được cho là nhắn đến nam em, Diễm Hương nhận về nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trước những bình luận chỉ trích, cô đã phản ứng khá gay gắt. Trong đoạn livestream mới nhất, Diễm Hương được cho là nói về chuyện tình ái của đàn em từng thân thiết, nam em. Dù không một lần nhắc đích danh nam em, nhưng không khó để nhận ra người mà cô muốn nhắn đến là ai. Diễm Hương không đứng về phía đàn em mà bày tỏ sự bức xúc với cách PR quá lố của nam em cùng ekip. Đồng thời, Diễm Hương cho rằng nam em không nên lấy những điều khác để biện minh cho cái sự mong muội của bản thân. Cô khuyên người đẹp, đừng lôi vùng miền vào câu chuyện tình yêu của mình, bởi mình ngu mình chịu. Trước những chia sẻ này, Diễm Hương nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người đồng tình cũng có ý kiến cho rằng Diễm Hương không nên làm vậy vì cô với nam em từng là đồng nghiệp của nhau hay nam em đã đủ khổ rồi thì đừng mượn chuyện này để đánh bóng tên tuổi bản thân. Sau đó, trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương đã nhắn gửi đến những người ném đá phát ngôn mới của cô về chuyện nam em. Hôm nay chị đang vui, mấy cưng vào nói gì thì nói, chị không la đâu, không block, nhưng fan mất dạy, vô học là chị khóa nhé. Bị cư dân mạng phản ứng sau phát ngôn đụng chạm tới nam em, Hoa hậu Diễm Hương đáp trả bên dưới một cư dân mạng chụp lại những bình luận trái chiều diễm hương đáp lại cảm ơn bạn nhưng nếu mọi người thích vào facebook hương tương tác nhé còn ở ngoài cứ để nó ở đó phiền bạn mất công quá có khen có chê rất rộng đường dư luận chị hiền nhất vũ trụ rồi đó cưng một số bình luận chỉ trích phát ngôn mới nhất của diễm hương khi nói về nam em loạt mỹ nhân Việt bị gã tình rủ rê đi khách với giá ngàn đô. Trà My là nữ diễn viên tiếp theo lên tiếng tố về nạn gã tình rủ rê đi khách. Trước cô đã có hàng loạt mỹ nhân vi bích vướng phải chuyện này như Hương Tràm, Kim Tuyến, Angela Phương Trinh. Trà My Trong một bài phỏng vấn mới đây, diễn viên Trà My từng đóng trong phim Thương nhớ ở ai đã trải lòng về quãng thời gian đen tối. Khi đó, cô đang là sinh viên và bị quấy rối. Lần đầu, cô bị kẻ lạ mặt lao vào phòng trọ định dở trò. Nhưng bằng sự nhanh trí, Trammy nói mình bị si đa và khuyên kẻ biến thái đeo bao vào. Thế nhưng, hắn không mang. Cơn thu tính dịu dần rồi chịu rời khỏi phòng trọ. Như vậy, Trammy đã thoát được mà không hề hấn gì. Lần hai, cô bị chính thầy giáo của mình dùng tay sờ soạn khắp người. Vì quá hoảng sợ nên Trammy đã vội vàng bỏ chạy. Sau việc tiết lộ khoảng tối đằng sau ánh hào quang, bị quấy rối tình dục, gã đi khách. Trà My có hành động chống trả quyết liệt khi bị chuốt say rồi gã vào khách sạn. Ngoài ra, Trà My tiết lộ cũng từng nhận được những lời đề nghị đổi tình lấy vai diễn, thế nhưng cô từ chối. Họ sấn sổ, sơ soạn, họ nghĩ tôi thèm đóng phim lắm ấy. Chắc họ nghĩ tôi dễ hoặc họ hiểu lầm, tôi không phải kiểu người như vậy. Tôi từng ném vỡ cái chai thủy tinh vào một người đàn ông chuốt say rồi gã tôi vào khách sạn. Kim Tuyến, nữ diễn viên từng chia sẻ trong một lần đi quay phim truyền hình cô đã bị đạo diễn lợi dụng để sàm sở tôi đã từng cộng tác với một vài đạo diễn có thói quen không tốt với diễn viên nữ sau khi bị như thế tôi đã phản ứng kim tuyến chia sẻ đương nhiên sau phản ứng ấy tuyến phải gánh chịu một vài sự đối xử không tốt thế nhưng cô từ chối việc nêu tên cụ thể người đã có hành vi quấy rối mình vì cho rằng ý đồ của đạo diễn chưa đi quá xa hơn nữa cô cũng không có bằng chứng gì để vạch mặt Vũ Thu Phương, Vũ Thu Phương từng gây xôn xao số bích việt khi bất ngờ tiết lộ cô từng là nạn nhân bị ông trùm Hollywood, Harvey Weston quấy rối tình dục. Theo chia sẻ của cựu người mẫu, vào năm 2008, cô được mời casting và nhận vai thứ chín trong bộ phim Sang Hai của Harvey Weston. Sau lễ ra mắt phim tại Los Angeles, vị đạo diễn này đã chủ động mời cô ở lại và hứa hẹn trao cho cô thêm nhiều cơ hội tại New York và London. Ngay trong ngày hôm đó, đạo diễn Harvey Weston đã gọi cô lên phòng riêng trên khách sạn rồi yêu cầu cô thử nghiệm đóng một vài cảnh nóng với ông ta. Vũ Thư Phương nhận ra ý đồ đen tối của vị đạo diễn nọ nên cô đã bỏ ra về. Võ Hạ Trâm Một trong những nạn nhân bị quấy rối từng lên tiếng là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Khi bay đến quy nhân biểu diễn, cô bị thông báo đêm nhạc bị hủy. Tuy nhiên, Hạ Trâm vẫn về khách sạn nghỉ ngơi và ở lại thêm một ngày vì bầu sô hứa sẽ trả cách xê dù không biểu diễn. Nhưng sau đó cô bị người này dở trò sàm sở ngay tại khách sạn. Vì cô chống trả quyết liệt nên bầu sô không dám lấn tới. Khi trở về Sài Gòn, cô yêu cầu bầu sô thanh toán cách xê theo hợp đồng nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Bên cạnh đó, rất nhiều sao việc nhận được lời đề nghị đi khách khiếm nhã với số tiền lên tới vài nghìn đô. Nhưng những người nổi tiếng dưới đây đã từ chối. Họ chẳng ngại tiết lộ khi phỏng vấn hoặc công khai tin nhắn gã tình trên trang cá nhân. Chị gái nam em, Lệ Nam từng chia sẻ, Tôi từng nhận được mức giá đi tiếp rượu là 5.000 đô cho một giờ. Mới đây, sau khi giành giải, quản lý của tôi nhận được điện thoại mời tôi đi tiệc với đại gia. Giá cho 3 tiếng đồng hồ tiếp rượu là 15.000 đô, hơn 340 triệu đồng. Góc tối của nghề còn rất rất nhiều nữa, bị gã gẫm, bị chèn ép. Tôi cứ cố gắng hết sức và tránh xa những góc tối đó ra thôi. pha Lê từng nhận được lời đề nghị từ một người tự nhận hoạt động trong showbiz muốn hợp tác với thù lao 2.200 đô, hơn 50 triệu đồng cho 4 tiếng tiếp khách. Hải Băng trả lời phỏng vấn từng tiết lộ rằng cô từng nhận lời đề nghị hàng chục ngàn đô cùng qua tặng là hàng hiệu đắt tiền để đồng ý đi du lịch với đại gia. Dương Hoàng Yến cũng cho rằng từng nhận được lời đề nghị 8.000 đô hơn 180 triệu đồng để tiếp đại gia Việt Kiều. Em gái mưa hương tràm được cho là cũng chịu tình cảnh bị đại gia mò dài với số tiền mặt lên đến 10.000 đô, hơn 227 triệu đồng. Một đại gia sẵn sàng chi 20.000 đô, hơn 455 triệu đồng cho 20 phút gặp gỡ Angela Phương Trinh. Vi Huyền Trang, nữ diễn viên từng được khán giả biết đến qua phim Lời Nguyền Gia Tộc, tương lai nạn nhân của những ông ao gã tình đổi vai diễn Nữ diễn viên chia sẻ, khi bị một số đạo diễn gạ gẫm đổi tình lấy vai, cô cảm thấy sốc và chưa có sự chuẩn bị tâm lý cho những vấn đề nhạy cảm này. Hot Girl, diễn viên Andrea từng chia sẻ, cô nhiều lần bị nhắn tin, gọi điện gạ gẫm đổi tình lấy vai diễn. Tuy nhiên, cô vẫn muốn đi trên đôi chân của chính mình và từ chối mọi lời gạ gẫm. Nữ diễn viên Khánh Hiền cũng từng nhận được không ít lời mời khiếm nhã. Dù khá sốc, cô vẫn thẳng thắn từ chối và cho biết Tôi không phải là người dễ nhục chí hay ham những thứ trước mắt để đánh mất bản thân. Bên cạnh những sao việc mạnh mẽ thoát được sự cám dỗ của tiền tài, danh vọng, cũng có những người đẹp đánh mất chính bản thân mình. Những khoảng tối đó sẽ mãi là bí mật nếu người trong cuộc im lặng. Và có lẽ khi dấn thân vào giới showbiz, ngoài tài năng thì cũng cần phải có thần kinh thép để bước qua sự cám dỗ. Đây là phản ứng của Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh khi bị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tước quyền thi quốc tế. Ngày 24 tháng 4, trong cuộc họp báo, báo cáo kết quả hoạt động quý 1 đề ra nhiệm vụ quý 2, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thông tin việc không công nhận ngôi vị Hoa hậu Đại Dương 2017 của Lê Âu Ngân Anh, đồng thời cho biết sẽ không cấp quyền thi quốc tế cho người đẹp. Trước thông tin từ phía Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Lê Âu Ngân Anh lên tiếng khi bạn đang phấn đấu gấp trăm nghìn lần để chạm đến mục tiêu và ước mơ, nhưng cuộc sống lại cứ thích treo đùa, thử thách bạn với những chuyện từ đâu rớt xuống. Ok, cứ bình tĩnh sống, bước lên trên nó rồi chạy đua tiếp thôi. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, do không thể can thiệp vào tước phương nguyện của Lê Âu Ngân Anh, nhưng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cô không còn là Hoa hậu đại dương nữa. Ông Phạm Cao Thái, chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chia sẻ, những sai phạm của đơn vị tổ chức cuộc thi được cơ quan quản lý xử phạt theo quy định của pháp luật. Còn về phương miện hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh, pháp luật không quy định cơ quan quản lý nhà nước được phép thu hồi mà đó là quyền của đơn vị tổ chức. Việc đơn vị tổ chức vẫn công nhận cô này là hoa hậu là chuyện của người ta, chúng tôi không thể bắt ép họ làm theo ý mình, ông Thái khẳng định. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng nói thêm rằng, nếu Lê Âu Ngân Anh có xin phép dự thi quốc tế cũng không được cấp quyền có thể thấy kể từ khi bước lên ngôi vị hoa hậu đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh liên tục trở thành cái tên được bàn tán xôn xao và gây tranh cãi nhất trong lịch sử của các cuộc thi nhan sắc Việt Nam. Không chỉ bị dư luận chỉ trích, Ngân Anh còn bị đề nghị tước vương miện. Tuy nhiên đến đầu tháng 4 vừa rồi, Lê Âu Ngân Anh vẫn xuất hiện với vương miện trên đầu và tiếp tục khiến cư dân mạng ném đá. Long Nhật đoạt huy chương bạc liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Không chỉ vai diễn của Long Nhật mà vở kịch Dưới ánh đèn cũng xuất sắc đoạt huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2018. Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tối 19 tháng 4, đơn vị của ca sĩ Long Nhật tham gia liên hoan là Câu lạc bộ sân khấu thử nghiệm thuộc Hội sân khấu Việt Nam. Nam ca sĩ gốc Huế dự thi với vai chính Bảo Long trong vở kịch Dưới ánh đèn tác giả, nhà văn Chu Thơm, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Và với vai chính Bảo Long, Long Nhật đã xuất sắc đoạt huy chương bạc tại Liên Hoan lần này. Niềm vui nhân đôi khi vợ diễn dưới ánh đèn cũng xuất sắc giành huy chương bạc. Như vậy, Long Nhật là nam ca sĩ Việt đầu tiên đoạt cú đúp huy chương bạc tại một kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc. Điều khiến ngay bản thân anh cũng bất ngờ bởi kịch nói không phải là thế mạnh của Long Nhật. Nam ca sĩ rạng rỡ trên sân khấu nhận giải với diễn viên Quý Bình và Trịnh Kim Chi. Chụp cùng mỹ nhân chuyển giới Cindy Thái Tài Niềm vui nhân đôi khi cả vai diễn lẫn vở kịch Long Nhật tham gia đều đoạt huy chương bạc. Long Nhật và vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng Với nghệ sĩ nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên Kịch nói không phải là thế mạnh nên việc đoạt huy chương bạc liên hoan khiến ngay bản thân Long Nhật cũng bất ngờ.